Từ thành phố Hiếu Tinh, chúng tôi là Hoàng Bách, xin trân trọng kính chào quý khán giả đang theo dõi chương trình cũng như thường lệ vào mỗi thứ bảy là anh Đặng Quốc Việt với chúng tôi trình bày những cái thời sự nóng ở trong tuần trên Hoa Kỳ cũng như các nước trên thế giới, mà đặc biệt là liên quan tới vấn đề Việt Nam của chúng ta. Thưa xin chào anh Đặng Quốc Việt và chào quý khán giả. Vâng, tôi Đặng Quốc Việt kính chào anh Hoàng Bách và chào tất cả quý khán giả đang theo dõi chương trình ngày hôm nay. Dạ vâng, thưa anh Việt, thì anh thấy cái tình hình nóng nhất trong tuần mà anh muốn thưa chuyện với quý khán giả nó nổi bật nhất là mình đi từ xa tới gần đi, tức là mình đi các nước Đông Nam Á rồi sau đó mình về Việt, mình về tới lại Hoa Kỳ của mình. Dạ, anh thấy cái điểm gì nóng nhất thưa anh? Thưa anh, tôi thấy là thật sự ra cái điểm mà nóng nhất mà có lẽ là cái lò lửa mà mọi người không phải chúng ta quan tâm mà cả thế giới đều quan tâm chính là ở Biển Đông. Khi mà nói đến Biển Đông á, thì nó bao gồm có cả những cái diễn biến ở tại Đài Loan cũng như là ngay ở Biển Đông ngoài khơi của Việt Nam của chúng ta. Thì và nó liên hệ luôn cả các quốc gia mà có cái vùng tranh chấp ở tại Biển Đông như Indonesia, Philippines, rồi Mã Lai, Brunei. Thì tất cả những cái điểm đó nó đang còn nổi lên những cái nhiều cái sự bàn thảo, và đặc biệt là đối với các quốc gia Hoa Kỳ và kể cả các quốc gia tại Âu Châu đều quan tâm hướng về cái Biển Đông, và người ta đánh giá Biển Đông vẫn là một cái điểm nóng mà nó có thể gây nên một cuộc chiến tính cách ở tại, nó không toàn cầu nhưng mà ở tính cách ở tại một cái địa phương. Thì đây là cái điểm mà mọi người rất là quan tâm. Thì chúng ta thấy là đặc biệt là trong cái thời gian vừa qua thì những cái lên tiếng của Indonesia, chúng ta biết là trước đây Indonesia ít khi mà lên tiếng về cái Biển Đông lắm, nhưng mà trong cái thời gian sau này khi mà những cái tàu hải cảnh cũng như tàu đánh cá của Trung Quốc xâm phạm vào cái vùng lãnh hải của Indonesia mà Trung Quốc bảo rằng nó là cái vùng tranh chấp, và Trung Quốc coi đó cũng là nằm trong cái vùng lãnh hải của Trung Quốc, và họ đã xâm nhập vào trong cái vùng đó và bắt buộc Indonesia phải có những cái thái độ một cách dứt khoát hơn. Thì chúng ta thấy là trong hai tuần lễ liên tiếp vừa qua đấy thì Indonesia đã lên tiếng phản bác về cái yêu sách đường lưỡi bò của Trung Quốc. Và đây là cái điểm mà chúng ta thấy là từ trước là Indonesia họ cũng có đề cập tới. Nhưng mà liên tục trong hai tuần lễ vừa qua họ đã lên tiếng về phản bác về yêu sách đó, và họ dựa vào cái phán quyết của tòa án La Hay vào năm 2016 mà tuyên bố là Trung Quốc không có một cái chủ quyền gì ở tại cái vùng Biển Đông. Và cái ngày 26 tháng 5 thì Indonesia đã đưa dựa trên phán quyết đó để mà nêu lên tại Liên Hợp Quốc, và ngày 5 tháng 6 cũng đã đưa ra tại Liên Hợp Quốc về cái phản ứng của phản đối của Indonesia trước cái sự xâm phạm lãnh hải của Indonesia của Trung Quốc ở tại bờ biển Indonesia. Và ở đối với Philippines thì chúng ta thấy là Philippines vừa mới quyết định chi ra 26 triệu đô để xây dựng cái hạ tầng cơ sở ở trên đảo Thị Tứ. Và một cái điểm thứ hai nữa là trước đây là Philippines dưới sự lãnh đạo của ông tổng thống hiện giờ là Duterte đó, thì ông ta đi rất gần với Trung Quốc và có những cái phản ứng mà chúng ta thấy là cái thời mà tổng thống Obama thì ông tổng thống này đã dùng những lời lẽ rất là không đàng hoàng với tính cách sỉ nhục ông tổng thống Obama. Và sau này khi mà ngay cả với tổng thống Trump thì ông cũng đã quyết định là sẽ không cho không tiếp tục cái hiệp ước giữa Philippines và Hoa Kỳ để cho tàu bè của Hoa Kỳ có thể viếng thăm Philippines, và cái hiệp ước đó ông ta dự trù sẽ chấm dứt. Nhưng mà với cái hành động của Trung Quốc ở tại Biển Đông trong suốt thời gian vừa qua thì Philippines bắt đầu cũng cảm thấy là không có khai thác được cái gì đối với Trung Quốc cả. Về mặt kinh tế thì Trung Quốc cũng không có giúp gì để mà cải thiện cho Philippines, nhưng mà khác lại hăm dọa đến cái chủ quyền của Philippines, và chính vì vậy mà Philippines lại
đưa ra là cái hiệp ước mà cái quyết định mà giữ tù sẽ ngừng cái sự mà những thăm của các tàu bè của Hoa Kỳ vào Philippines á, thì ngừng lại và tiếp tục để cho các tàu bè của Hoa Kỳ vào trong viếng thăm Philippines cũng như là có thể lấy tiếp liệu ở tại Philippines. Thì tất cả những cái điểm đó chúng ta thấy là ở các quốc gia Đông Nam Á thì những quốc gia như Philippines và Indonesia trước đây một là im lặng, hai là nghiêng về Trung Quốc, và riêng về Mã Lai mặc dù không đưa ra những cái phản đối nào, nhưng mà Mã Lai cũng có đưa ra một cái về vấn đề mà Mã Lai muốn mở rộng cái thềm lục địa lên Liên Hợp Quốc vào 2019 vừa qua. Thì tất cả những cái điều đó nó cộng hưởng với cái sự kiện mà Trung Quốc càng ngày càng gia tăng cái áp lực lên các quốc gia từ ở tại Biển Đông. Và đặc biệt mới đây thôi, trong các tuần lễ này thì một tàu đánh cá của Việt Nam cũng đã bị một tàu Trung Quốc va chạm, tấn công và đuổi bắt. Thì tất cả những cái điều đó đang xảy ra. Thưa anh thì ngoài ra anh còn thấy những cái điểm nào đặc biệt khác ở tại Biển Đông nữa? Dạ vâng, tiếp lời với anh Đặng Quốc Việt là thưa quý khán giả, cái câu hỏi đặt ra là tại sao anh Đặng Quốc Việt nói Biển Đông là có thể là cơn ngòi nổ. Thưa quý vị biết là Trung Cộng là một cường quốc lục địa, và bây giờ họ muốn biến thành một cường quốc đại dương thì họ đi ra đâu? Đi qua Mông Cổ, đi qua các cái hướng khác, cái hướng Bắc, hướng Nam không được, thì chỉ còn một hướng nữa đó là đi về Biển Đông. Và Biển Đông đó thì sẽ đi qua ngang qua Đài Loan, rồi Hồng Kông, rồi Việt Nam, rồi tới Phi hay tới Nhật. Thì đó là cái lộ trình, có thể là cái lộ trình duy nhất gọi là độc đạo để mà Trung Cộng có thể vươn ra đại dương. Khi nói tới đại dương là phải nói tới Biển Đông. Cho nên cái chiến trường ở Biển Đông là bây giờ quan trọng. Cái điều thứ hai là sau Covid-19 đó, thì quý vị thấy là các nước trên thế giới đã thấy cái bản chất của Trung Cộng. Và trước đây các nhà chiến lược của Hoa Kỳ cũng như Tây Phương đánh giá sai về cái vấn đề là bây giờ nâng đỡ cho Trung Cộng để cho Trung Cộng trở thành một cái quốc gia mà làm ăn khá giả, rồi có cái thành phần mà trung lưu đó, họ trở lên rồi đó thì họ sẽ đòi hỏi về dân chủ, và cái chế độ mà độc tài đảng trị đó nó sẽ thay đổi để mà nó hòa nhập trong cái cộng đồng quốc tế để mà có thể cùng làm việc, cùng phát triển. Thì cái quan điểm đó tới giờ ngày hôm nay đó thì các chiến lược gia họ thấy đã sai, thất bại. Họ có thể thay đổi các nước độc tài như là Singapore, như là Nam Hàn, như là Đài Loan, mà độc tài này là độc tài cá nhân như ông Marcos của Phi Luật Tăng chẳng hạn. Nhưng mà họ không thể thay đổi một cái chế độ gọi là độc tài đảng trị. Mà độc tài đảng trị tại sao như vậy không thay đổi? Là họ từ thượng tầng cho tới hạ tầng họ đều là đảng viên đảng cộng sản, là cái điểm thứ nhất. Đảng thứ hai đó, các đảng viên này họ cho được có quyền lợi tham nhũng, để mà vì có tham nhũng cho nên các đảng viên nó mới có ăn có chịu, ăn cái nào rào cái đó, cho nên họ mới bảo vệ cái đảng. Vì vậy cho nên bây giờ có chiến lược và qua cái Covid-19 họ mới nhận chân ra rằng Trung Cộng là một cái tác nhân của thế giới rất là nguy hiểm, do đó họ tìm cách ngăn chặn. Bây giờ trở lại vấn đề Biển Đông, thì sau khi mà qua hết bây giờ Trung Cộng không thể gây ra chiến trường ở Trung Đông, không thể Phi Châu hoặc là Âu Châu, họ quá xa, họ không gây ra được, thì chỉ còn duy nhất như chúng tôi nói, tức là độc đạo con đường đi ra Biển Đông, đó là ở các nước ở Đông Nam Á. Như anh Đặng Quốc Việt vừa nói đó, thì ông Tập Cận Bình á, ông cũng mới đây ông tuyên bố thôi, ông cái Hồng Kông sẽ là nơi là thành trì của các thế lực thù địch. Tại sao họ nghĩ vậy? Hồng Kông là cái cửa ngõ, là một cái trung tâm về tài chính của quốc tế, cho nên có Mỹ, có Tây Âu và quan trong suốt những năm vừa qua họ biểu tình, cho nên ông Tập Cận Bình ông nói là đây là thành trì, cho nên ông có tìm cách ông triệt hạ. Do đó anh thấy Biển Đông á, mà mới đây những cái người mà nghiên cứu trong bộ chính trị của Cộng sản Việt Nam họ nói là cái tham vọng của Trung Cộng ở Biển Đông thôn tính là dĩ nhiên thôi, họ nói đó là dĩ nhiên. Thì cái điều đó anh thấy là Biển Đông là con đường duy nhất. Anh vừa nói đó thì cũng xin nói thêm đó là cái trong tuần lễ vừa qua anh thấy có 3 cái hàng không mẫu hạm của Mỹ đi tới Thái Bình Dương và Thái Bình Dương và Ấn Độ. 3 cái hàng không mẫu hạm là USS Reagan, USS Roosevelt và USS Nimitz.
tức là trước đây khoảng 4-5 năm rồi, thì theo anh tại sao cùng một lúc như vậy cả ba cái hàng không mẫu hạm nó hiện diện tại Biển Đông? Nó nói lên cái điều gì? Nó gửi đi cái thông điệp gì đối với Trung Quốc? Hay là tại sao họ đi bình thường, họ tập cận bình thường? Hay là theo anh đây là có ngụ ý cái gì để gửi cái thông điệp gì, thưa anh? Vâng, thưa anh, thật sự ra ít khi nào mà một lúc mà ba cái hàng không mẫu hạm tập trung vào trong cái vùng biển cả. Bởi vì cái hàng không mẫu hạm đó nó không đơn thuần chỉ là một chiếc tàu mà nó là một cái hạm đội. Ở bên cạnh cái hàng không mẫu hạm đó, nó còn có những cái hệ thống từ tàu ngầm cho đến những cái tàu khu trục hạm, tuần dương hạm, rồi hộ tống hạm và dương vận hạm. Tất cả những cái đó đều bao quanh, luôn luôn ở bên cạnh ở của cái hàng không mẫu hạm để bảo vệ cái hàng không mẫu hạm. Và một lúc điều động ba cái hàng không mẫu hạm như vậy đó, thì Hoa Kỳ muốn gửi tới cho thứ nhất là đối với các quốc gia vùng Đông Nam Á, thấy rằng cái quyết tâm của Hoa Kỳ là không là sẽ ngăn chặn sự bành trướng, sự bắt nạt, sự đe dọa của Trung Quốc ở tại Biển Đông với các quốc gia vùng Đông Nam Á. Thứ hai là Hoa Kỳ muốn gửi một cái tín hiệu mạnh mẽ tới Trung Quốc là mặc dù Hoa Kỳ đang có những vấn đề của cái nội bộ về vấn đề dịch Covid cho đến một số những cái cuộc biểu tình qua những cái vấn đề liên quan vấn đề kỳ thị chủng tộc ở tại đây, nhưng Hoa Kỳ vẫn đầy đủ những cái sức mạnh để có thể ngăn chặn bất cứ một cái hành động nào của Trung Quốc mà muốn đe dọa đến sự an ninh của vùng Đông Á nói riêng và thế giới nói chung. Và thưa anh, thì rõ ràng đây là một cái sự rất là lớn, mà không phải chỉ ở hàng không mẫu hạm không, mà chúng ta thấy là Hoa Kỳ còn điều động B-12 là những cái là cái loại máy bay chiến lược quan trọng điều động tới đảo Guam và bay từ ở tại Hoa Kỳ tới tại Biển Đông và đi tuần tra ở tại Biển Đông trong suốt thời gian vừa qua. Thì rõ ràng chúng ta thấy là cái huyết mạch hàng hải ở tại Biển Đông mà Trung Cộng coi như là cái quyền lợi cốt lõi của họ ở tại Biển Đông, nó không thể nào Trung Cộng có thể khống chế, nhất là khi mà Trung Cộng đang có ý định để mà thiết lập cái vùng ADIS, tức là vùng nhân dạng phòng không ở tại Biển Đông. Thì đây là một cái lúc mà bắt buộc các quốc gia đã nhìn thấy rõ cái tham vọng của Trung Cộng là muốn làm thế nào nhân cái cơ hội thế giới đang bị Covid gây nên sự khủng hoảng về kinh tế, nhân cái cơ hội mà nhiều cái phong trào chống đối đòi hỏi về vấn đề dân quyền, về vấn đề bình đẳng ở tại các quốc gia phương Tây, đặc biệt là Hoa Kỳ, họ muốn nhân tranh thủ cái đó để khống chế ở tại Biển Đông, cũng như là phải khống chế Hồng Kông, mặc dù họ vi phạm cái hiệp ước giữa Trung Quốc và Anh cho cái đặc khu Hồng Kông là tới 50 năm một thể chế, hai thể chế, một quốc gia hai thể chế. Anh thử ra tại sao họ hành động như vậy là bởi vì họ thấy rằng đây là cái cơ hội họ có thể làm thế nào họ trỗi dậy để mà thay đổi cái luật lệ quốc tế. Cái đó là cái ước vọng mà của Tập Cận Bình và của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Và chính vì vậy chúng ta thấy cái Biển Đông người ta cho đó là một cái điểm nóng, tại vì nó đối với các quốc gia Tây Phương, đối với các quốc gia Đông Nam Á thì đây là cái vùng biển quyền lợi của họ, và đối với Hoa Kỳ cũng như các quốc gia Tây Phương đây là quyền lợi cốt lõi của họ ở tại Biển Đông. Và là cái con đường hàng hải này mỗi năm đưa tới một cái lợi nhuận mấy ngàn tỷ đô la, và ngược lại Trung Cộng thì đây là một cái huyết lộ chính yếu của họ. Họ muốn trở thành một cường quốc đại dương thì đây là con đường duy nhất đi ra, và con đường này họ đã nỗ lực để xây dựng trong suốt cái thời gian mà Hoa Kỳ lơ là ở tại vùng Biển Đông. Họ đã xây dựng những căn cứ qua các cái biển nhân tạo, họ đã thiết lập những sân bay và những cái hậu cần
ở tại đây, và ngày hôm nay họ còn đem dân ra cũng như thiết lập những cơ chế hành chính ở đây. Thì đây cũng là sự cốt lõi của Trung Cộng, và vì vậy chúng ta thấy là sự cọ sát mạnh mẽ ở tại ở nơi đây có thể đưa đến một cuộc chiến với mang tính cách tại địa phương, nhưng mà cuộc chiến này có thể bùng nổ. Mà khi tưởng tượng một cuộc chiến và bùng nổ như vậy đó, từ cái địa phương mà đó có thể lan truyền ra cả khắp thế giới. Và chính vì vậy mà nếu mà không ngăn chặn được cái sự bành trướng của Trung Quốc, sự trỗi dậy một cách hung bạo của Trung Quốc, thì thế giới đứng trước sự đe dọa rất là lớn. Ngày hôm nay không phải chỉ có những dân tộc Á Châu đang bị áp lực, mà tất cả các dân tộc khác trên thế giới đang bị áp lực, đang bị đe dọa bởi cái sự trỗi dậy của Trung Cộng. Chúng ta thấy là Trung Cộng trong suốt thời gian vừa qua sau cái dịch Covid đang tiến hành, thì họ đã sử dụng cái ngoại giao Covid để mà tạo tư thế, vừa tạo sự áp lực đối với các quốc gia như ở Âu Châu, như ở Phi Châu và ngay cả ở Nam Mỹ. Thì chúng ta thấy rõ là cái âm mưu rất rõ ràng của Trung Cộng muốn trở thành một quốc gia thay thế Hoa Kỳ trong và thiết lập lại một cái trật tự thế giới theo cái luật lệ mà họ muốn. Thì đó là cái nguyên nhân tại sao ở Biển Đông càng ngày càng trở nên những cái điểm nóng và quy tụ những cái lực lượng quân sự ở tại Biển Đông. Mà một khi mà các lực lượng quân sự mà quy tụ ở tại Biển Đông như vậy thì chiến tranh có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Dạ vâng, như là tuần trước anh cũng trình bày đó, là Hoa Kỳ, đại diện của Hoa Kỳ tại Liên Hiệp Quốc có lập một cái công hàm để phản đối Trung Cộng về cái đường chiến đoạn ở bên Biển Đông. Bởi vì nếu mà không lên tiếng trước đây đó, một quốc gia như Việt Nam hay Phi Lục Tăng họ lên tiếng thì họ cô đơn quá, nó không có đồng bộ. Cho nên trong cái vấn đề mà trận địa đó thì nó cũng phải có sự đồng bộ, sẽ có sự liên đới, có sự liên minh. Nói theo cái danh từ bình dân ở Việt Nam á, là khi mà có chuyện gì là phải bè hậu đồng, tức là nhiều người cùng cô lập lại thì mới lập được kết quả. Thì anh thấy là rõ ràng là Trung Cộng trên trường quốc tế đó, ở Âu Châu, ở các nước, ví dụ như họ dùng cơ Huawei là một cái công nghệ mà họ nói là họ sẽ là đứng đầu thế giới vào năm 2025. Thì bây giờ mình nghĩ là nó sẽ thất bại. Nhưng mà tiếp theo thì anh thấy là thế giới đã vậy, mà các nước không nhân cơ hội này cùng lên tiếng thì nó không có đồng bộ. Mà muốn đánh trận thắng đó, binh pháp của Tôn Tử cũng nói là anh phải đồng bộ thì anh mới giải quyết được vấn đề. Thì quả thật là bây giờ không những Việt Nam, Phi Lục Tăng, Mã Lai mà Nam Dương, anh thấy là mà tuần trước mình có nêu lên vấn đề Mã Lai đang họ khai thác dầu ở trong vùng vịnh của Mã Lai, thì bị tàu của Trung Cộng đưa tới đó cũng khai thác quậy phá ở đây. Thì Mỹ cũng như Úc đưa những cái tàu chiến, họ không làm gì, họ đứng xung quanh ra thôi, rồi cuối cùng cái tàu của Trung Cộng đó phải rút đi. Cái điều đó họ nói lên để mình nói lên rằng là cần phải làm cái gì, cần phải liên minh. Bởi vì một cái cường quốc như là Trung Cộng đó, họ tới 1.4 tỷ, họ cũng đầy đủ vũ khí. Mình phải nói thêm đó là các cái hòn đảo mà Trung Cộng tăng tạo ở Trường Sa, Hoàng Sa, bây giờ họ thiết lập những cái quả tiễn bàn hạt nhân nữa anh. Nó đây là điều rất là nguy hiểm, cũng như là bây giờ Nga nó đưa cái đầu đạn gọi là hạt nhân tới ở Syria nữa. Bên kia, bên Trung Đông thì Nga lại đồng ý để cho Syria đưa tới cái đầu đạn ngay ở trên lãnh thổ của Syria. Thì bây giờ có cái đảo tăng tạo bây giờ nó thiết lập như vậy, nó đưa tới tàu ngầm, nó đưa tới tàu chiến, đưa tới máy bay, và mới đây nó thả những cái dây cáp ngầm ở dưới biển nữa. Để chi? Để nó theo rõ các tàu ngầm nào của Mỹ, của các nước ở bên ngoài đi tới đâu đó thì họ có thể kiểm soát, họ ra họ biết được. Cho nên tất cả họ tạo ra ở Hoàng Sa, Trường Sa thành một cái tiền đồn, một cái pháo đài để mà chống lại với Hoa Kỳ và Tây Phương. Cho nên cái thái độ của Hoa Kỳ là đưa ba cái hàng không mẫu hạm tới đó thì chúng ta chưa biết cái chuyện gì nó sẽ xảy ra. Nhưng mà dường như là liên tục thấy chuyện này tới chuyện khác. Anh biết đó là hội nghị thượng đỉnh về dân chủ ở bên Âu Châu, tức là họ dự trù họp ở Copenhagen. Anh biết họ mời ba cái nhân vật, họ mời nhiều nhân vật để phát biểu, nhưng mà trong đó có ba nhân vật mà mình thấy nó tiêu biểu, nó hơi lạ. Đó là mời ông Ngoại trưởng Hoa Kỳ. Cái điều thứ hai là mời bà Thái Anh Văn, tức là Tổng thống của Đài Loan. Và người thứ ba mà họ mời đó là Joshua Wong, tức là anh dịch ra tiếng Việt là anh Hoàng Chí Kiên,
tức là lãnh tụ sinh viên trẻ tại Hồng Kông, họ mời để phát biểu. Thì nhưng mà có thời Covid này họ không trực tiếp, nhưng mà phát biểu qua YouTube, qua qua cái dạng gọi là internet, qua Zoom gì đó. Mỗi một người phát biểu 10, riêng ông ngoại trưởng Hoa Kỳ thì phát biểu nhiều hơn. Ba nhân vật này nó nói lên cái điều gì? Nó nói lên đều là phản đối Trung Cộng cả. Mà ông Pompeo trong những ngày vừa qua, anh thấy ông dùng những lời lẽ rất là nặng để mà công kích Trung Cộng, và ngược lại Trung Cộng cũng chế giễu ông Pompeo là một người bất tài thế này thế kia, cũng như là họ dùng những cái cuộc biểu tình mà bạo động đó, họ tắt cơ quan truyền thông của Trung Cộng đó trong những ngày vừa qua ở bên Trung Cộng đó, họ coi như là tối đa họ dùng cái phương tiện truyền thông để họ chế giễu Hoa Kỳ. Họ nói ô, anh nói tôi là chống những người biểu tình ở Hồng Kông vì họ bạo loạn, tại sao những người mà biểu tình ở Hoa Kỳ cũng là bạo loạn vậy? Rồi ông Tổng thống Trump ông nói là ông sẽ đưa vũ khí hạng nặng, ông đưa quân đội tới đi đàn áp, thì có khác gì ở Hồng Kông đâu? Tại sao anh ở bên Mỹ thì anh nói anh chống đối mà anh đàn áp, mà bên tôi Hồng Kông tôi đàn áp thì anh nói rằng đó là những người đàn áp? Thì họ nêu lên. Bây giờ anh thấy là giữa Hoa Kỳ và bên Trung Cộng, họ dùng, đặc biệt là Trung Cộng, họ dùng tất cả, họ mở tối đa cái phương tiện truyền thông để họ tuyên truyền người dân là bên Hoa Kỳ họ cũng đàn áp như là ở Trung Cộng, chứ không chẳng có gì khác lạ. Thì anh nhận định như thế nào mà trong cái hội nghị thượng đỉnh về dân chủ này ở bên Âu Châu mà họ là mời ba nhân vật này, có thể nói là đây là những nhân vật đối trạng với Trung Cộng mà Tập Cận Bình không bao giờ muốn nhìn, không bao giờ muốn nói, mà là bây giờ anh biết là họ Trung Cộng phản đối bằng cách là như vậy, là Hoa Kỳ và các nước đã vi phạm cái điều là một quốc gia Trung Cộng rồi, anh thấy không? Tức là trước đây họ nhìn nhận là chỉ có một Trung Cộng thôi, Đài Loan đồ là những cái tỉnh của Trung Cộng. Thì bây giờ qua cái sự kiện này anh nhận định ra sao? Vâng, thưa anh, khi mà nói đến cái liên minh dân chủ này đó, thì chúng ta được biết là cái liên minh này được thiết lập nên bởi cựu tổng thư ký NATO là ông Andrei Rasmussen, rồi cựu thủ tướng Úc là ông Malcolm Turnbull, và người tiền nhiệm của ông thủ tướng Úc cũng như là ông Pompeo được mời. Và ngoài ra chúng ta còn thấy sự hiện diện của được mời nữa là cựu ngoại trưởng John Kerry và Madeleine Albright cũng được mời trong cái hội nghị này. Thì rõ ràng là chúng ta thấy là thế giới đang chĩa mũi dùi về phía Trung Cộng, bởi vì qua cái vụ dịch Vũ Hán thì người ta thấy rất rõ cái bản chất của Trung Quốc nó như thế nào. Và qua cái sự hung hăng của họ ở tại Biển Đông, họ nhìn thấy cái sự nguy hiểm của Trung Cộng khi mà họ đang trỗi dậy. Và chính vì vậy chúng ta thấy có sự hiện diện của bà Thái Anh Văn, của ông Ngoại trưởng Pompeo cũng như của Hoàng Chí Kim trong cái hội nghị thượng đỉnh này. Đây là ba cái gai mà Trung Cộng rất là khó chịu. Đó. Một nhân vật lãnh đạo của thế giới tự do là ông Pompeo, một cái nhân vật mà lãnh đạo cái dân chủ ở Hồng Kông là cái gai mà Trung Cộng đang muốn nuốt, đang muốn nhổ. Và một nhân vật nữa là Tổng thống của Đài Loan, một cái gai mà mấy chục năm nay họ đang muốn làm thế nào để thu tóm lại cái Đài Loan. Thì ngày hôm nay cái vai trò của bà đại Tổng thống Đài Loan càng ngày càng có một cái vai trò trên chính trường quốc tế. Và vô hình chung cái gọi là một quốc gia Trung Cộng, Trung Quốc không thôi, thì ngày nay người ta coi như là người ta có thể chấp nhận một cái thay đổi khác là Đài Loan có thể là một quốc gia. Thì cái đó là cái mà rất nhức nhối đối với Trung Quốc. Ngoài ra khi mà anh kia nói đến hội nghị thượng đỉnh này đó, thì chúng ta lại thấy một cái liên minh gọi là liên minh 8 nước dân chủ phương Tây, liên minh nghị viện chống lại Trung Quốc. Thì cái liên minh này được công bố vào ngày mùng 5 tháng 6 vừa qua. Thì chúng ta thấy trong cái liên minh này có những cái nhân vật mà nổi tiếng nữa, như là thượng nghị sĩ Cộng hòa, ông thượng nghị sĩ Marco Rubio, thượng nghị sĩ dân chủ là ông Bob Menendez, rồi cựu bộ trưởng quốc phòng Nhật là ông Jenka Katani, rồi thành viên ủy ban đối ngoại nghị viện Âu Châu là ông Milan Lesman, rồi nhà lập pháp
kỳ cựu của đảng bảo thủ nước Anh là Dushan Smith, thì chúng ta thấy là những cái nhân vật này đại diện cho các quốc gia như Hoa Kỳ, Đức, Nhật Bản, Úc, Canada, Thụy Điển, Na Uy và thành viên Quốc hội Âu Châu. Thì cái liên minh này vừa mới được thành lập ra, và cái mục đích của cái liên minh này đó cũng rất là rõ ràng là xây dựng các phản ứng phù hợp, mang tính chất điều phối và giúp tạo lập cách tiếp cận chủ động và có tính cách chiến lược về các vấn đề liên quan đến Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Thì rõ ràng liên minh được thành lập ra chỉ nhắm vào Trung Hoa thôi. Đó. Thì cái liên minh, cái phong trào dân chủ, hội nghị thượng đỉnh dân chủ cũng nhắm vào Trung Quốc. Rồi các quốc gia ở tại Đông Nam Á trong một cái thế liên minh cũng lên tiếng liên tục, từ Mã Lai, Philippines, rồi Indonesia, rồi Việt Nam và Hoa Kỳ ở tại Biển Đông, ở tại Liên Hợp Quốc, và sự điều động của Hoa Kỳ các lực lượng về hải quân cũng như không quân tới Biển Đông, và Đài Loan, cái sự lên tiếng mạnh mẽ của bà Thái Anh Văn cũng như là cái sự hiện diện của ông lên tiếng của ông Pompeo để chúc mừng bà Thái Anh Văn. Thì tất cả những cái điều đó chúng ta thấy đều xoáy vào Trung Quốc, bởi vì Trung Quốc ngày hôm nay với thế giới ngày hôm nay là một cái quốc gia đang trỗi dậy mà mang cái sự đe dọa đến sự hòa bình, sự an bình của thế giới, và đặc biệt qua cái dịch COVID vừa qua, rõ ràng nó đang tác hại đến thế giới, không những về vấn đề nhân mạng mà đến cái vấn đề ổn định hòa bình của thế giới, về vấn đề kinh tế, và làm nên sự xáo trộn các quốc gia. Và những cái điều này có lợi cho ai? Là cho Trung Quốc. Thì vì vậy chúng ta thấy rất rõ trong cái bối cảnh hiện giờ, tất cả những cái mũi dùi của thế giới đều dồn về Trung Quốc như là một cái đối tác nguy hiểm đối với an ninh và hòa bình của thế giới, thưa anh. Dạ vâng, thưa anh, thì có lẽ là Tập Cận Bình đã đi một nước cờ sai. Nếu mà theo lời của Đặng Tiểu Bình á, Thao Quang Dưỡng Hối nằm đó để chờ thời, thì thời chưa tới mà ông tung ra quá sớm. Bây giờ anh không thể, anh thách đố với cả thế giới, anh không thể thách đố với cả một nước thì được, nhưng mà anh thách đố với toàn thế giới thì cái điều đó trước sau gì cũng bị kiệt hạ thôi. Đó là chưa nói những cái thành phần trong nội bộ của đảng đó, Trung Cộng họ muốn tạo cái thù bên ngoài để mà họ tạo yên ổn ở bên trong, nhưng mà bây giờ với cả thế giới mà họ neo lên như vậy đó, thì cái điều mà Trung Cộng nó khó mà có thể bung lên được. Cái điều đó thực tế thôi. Anh thấy rõ ràng là Huawei, nếu mà bình thường họ để âm thầm họ làm đó, thì có thể không ai biết. Nhưng mà anh chưa làm mà anh khoe, anh phô trương cái này cái kia đó thì người ta ghét. Bây giờ anh sống trong một cái khu nhà của anh thôi, mà có một anh chàng nào ở trong khu vực đó mà cứ phô trương cái này cái kia, ý mình giàu có, thì cả khu đó họ lại ghét rồi. Huống hồ chi một nước mà trên trường quốc tế này anh không làm họ hài lòng thì điều đó rất là nguy hiểm. Anh biết là anh Hoàng Chí Kiên đó, cũng như là những người mà cô Danny Hồ, là những người mà gọi là đấu tranh cột trụ của phong trào dân chủ trẻ ở Hồng Kông đó, năm 2019 họ qua, họ cũng gặp trong giới chức quốc hội của Hoa Kỳ, và chính vì vậy mà cái giới chức quốc hội của Hoa Kỳ nó mới đưa ra đạo luật về nhân quyền cho Hồng Kông. Đó là cái điều mà họ ít có khi mà họ có cơ hội. Cho nên ngay cả cái giới chức nhân quyền ở Việt Nam mình cũng không có cơ hội. Anh thấy Hồng Kông họ có cơ hội, họ qua đây đi tới 3-4 người. Anh Jenny Ngô là một cái người mà bây giờ đang học tiến sĩ ở trường Rọt Thao, rồi lại Hoàng Chí Kiên, rồi lại cô Danny Hồ. Cô này, cô Danny Hồ này là cô này là một ca sĩ nổi tiếng, mà trước đây cổ về ở bên qua Trung Cộng họ ca hát rồi, nó cũng có nhiều cơ hội để mà phát triển. Nhưng mà cô không chọn con đường đó, chọn con đường để mà vinh danh phì vinh thăng phì gia đó, thì cô lại không chọn, chọn con đường tham gia với các bạn trẻ để đồ hỏi dân chủ cho nhân dân Hồng Kông. Thì cô đã đi, cô rất là trẻ, thì cái điều đó cho thấy là trong cái đấu tranh, nếu mà chúng ta vận dụng tối đa với được sự hỗ trợ của quốc tế, thì qua cái chúng ta thấy là qua cái cách trình bày của anh cũng như là các cái dữ kiện mà chúng ta thấy, thì Trung Cộng bây giờ thế nào mà mọi người đều trù dập thì anh không thể ngáp đầu được. Chúng ta chờ xem những cái điều gì sẽ xảy ra trong cái thời gian tới. Bây giờ mình trở lại đi tới Hoa Kỳ.
Thưa anh, Hoa Kỳ thì nó xả ra có cái cuộc biểu tình nó kéo dài tới bữa nay là 17 ngày rồi. Có cái cuộc biểu tình họ đùa hổ về công lý và ông hòa, ai cũng tán dương hết. Nhưng mà có một số tệ quá trong những cái ngày đầu đó, họ lồng trong những cái lớp biểu tình để họ khiêu khích, tạo ra bạo động và đưa tới những cái điều đáng tiếc. Cái điều đáng tiếc thêm nữa đó là những hình ảnh của lịch sử. Ví dụ như ông Tướng Lee là tướng của miền Nam và tướng của miền Bắc, bây giờ ở bên Washington họ cũng họ kéo xuống rồi. Và một số các tướng lãnh khác mà gọi là tượng trưng, thì có người mình phân tích trong hai khuynh hướng để mà có câu hỏi với anh. Hai khuynh hướng họ kêu cái ông Tướng Lee là đại diện cho miền Nam là một cái chế độ nô lệ, cho nên những người mà đi biểu tình họ nói để cái ổng như vậy là cái biểu tượng của cái sự nô lệ nó còn đó, cho nên họ muốn kéo ông đi. Nhưng mà với cái nhìn của tôi đó thì cái điều này nó không đúng, là không đúng. Thì lịch sử là gì? Lịch sử của một quốc gia đó là một cái tiến trình dài, là một cái tiến trình có thể là quốc gia lúc đó đó đi vào cái vấn đề bi đát, bị nô lệ. Ví dụ như ta bị nô lệ 1000 năm của Giặc Tàu, 100 năm của Pháp, chúng ta cũng phải chấp nhận cái sự đau đớn đó. Nhưng mà khi chúng ta vinh quang đó, lịch sử cũng có những lúc vinh quang, mà mỗi giai đoạn lịch sử như vậy, cái hình ảnh đó nó để cho giới trẻ hiểu được là lịch sử của đã trải qua nhiều thăng trầm, có những lúc nó lên nhưng mà có những lúc nó xuống, để những hình ảnh, cái dấu hiệu đó là cái biểu tượng của một thời kỳ lịch sử. Bây giờ đó, những người quá khích đó, họ là kéo xuống, mình không đồng ý cái điểm đó, bởi vì lịch sử là lịch sử, anh không thể bôi bác, anh không thể kéo xuống là nói lịch sử được, bởi vì nó để lại đó là những dấu vết, để đó là có những lúc đau đớn nhưng mà cũng có những lúc rất là vui vẻ thoải mái, thì tùy theo cái giai đoạn để mình chứng tỏ là lịch sử. Thì với cái nhìn của anh nghĩ sao? Thưa anh, lịch sử đúng là lịch sử, không ai có thể thay đổi được lịch sử. Thế nhưng mà những cái biểu tượng mà để ở nơi công cộng đó, nó cũng nhắc nhở đến một cái giai đoạn đen tối, mà cái điều đó cũng đánh làm cho những cái người mà người da đen họ mỗi lần họ nhìn thấy cái biểu tượng đó thì họ lại nhớ đến cái thời mà cha ông của họ đã bị những cái người này chủ trương biến họ là nô lệ. Thì theo tôi đấy, thì những cái biểu tượng mà mang tính chất kỳ thị như vậy đó thì cũng không nên để ở ngoài công cộng. Ở trong lịch sử, trong những sách vở để nói về lịch sử thì nó được ghi nhận ở trong đó, nhưng mà những cái hình ảnh đó thì nên, theo tôi thì nó nên bỏ đi. Nhưng mà cái sự kiện mà dẹp cái tượng ông Alan Bố là cái người ra tìm ra nước Mỹ đầu tiên ở đây đó, thì cái điều này đối với tôi nó không hợp lý. Đó, nó lại không hợp lý. Đó, những cái biểu tượng của những nhân, những con người mà chủ trương về duy trì cái nô lệ thì mình bỏ đi. Nhưng mà cái người mà tìm đến cái đất nước này đầu tiên đó, thì ông nghĩa là cái người đầu tiên, mà tại sao lại bảo là biểu tượng của cái vấn đề phân biệt nào nô lệ? Cái đó là cái điều nó đi qua chứ. Và một số những cái việc làm nó hơi quá cái tầm vóc của nó. Thành ra cái điều đó cũng do với những con người, bởi vì họ có thể có những con người quá khích, quá khích quá, và trong cái đám đông đó, mà chỉ cần một hai cái ngọn lửa thôi thì nó sẽ biến thành một cái lò lửa. Thành thử ra cái đó là cái nguy hiểm mà những cái cuộc biểu tình đầu tiên nó tạo nên những cái sự bạo động, chính là bởi vì có những con người mà họ có chủ trương bạo động, họ nằm ở trong đó, và những người tổ chức biểu tình họ quá đông, họ không thể điều khiển được. Thì nhưng mà từng bước một họ mình thấy là những cuộc biểu tình sau này nó không còn mang tính cái bạo động, là bởi vì từng bước một họ kiềm chế được những con người đó. Chứ những con người đó nó vẫn hiện trong đó nhưng mà bị kiềm chế. Cái lý do cũng rất nhiều, cũng đơn giản thôi. Anh thấy là cái thời buổi dịch Covid này mà ngồi ở trong nhà hoài nó cũng bực bội lắm chứ. Tùng tùng quá. Mà đến khi đi ra rồi đó, nó sẽ bùng phát. Thì đó cũng là cái lý do mà tại sao cái vụ biểu tình ở đây nó càng ngày càng lớn. Cái điều mà chúng ta để ý một cái đó là tại sao trước ông George Floyd này đó, thì có những cái chết của những con người khác như của Ahmaud Arbery,
của Rihanna, Taylor cũng cách nhau một thời gian ngắn thôi, một hai tháng thôi, nhưng mà nó cũng bùng phát. Mà cái hình ảnh của ông giáo Bót này thì nó lại là bùng phát, là tại vì người ta ở nhà, người ta coi tivi, họ nhìn thấy cái hành động nó khá quá dã man của cái một cái nhân viên cảnh sát đó, thành thử ra nó gây nên sự bức xúc và họ thấy rằng có một phần phải làm cái gì. Và vì vậy mà chúng ta thấy cái gì này nó bộc phát lên, nó không phải chỉ ở Hoa Kỳ mà nó luôn ở khắp nơi, nhiều nơi trên thế giới nữa. Tại vì cái điều kiện ở nhà cho người ta có những cái lúc họ nhìn vào hình ảnh và họ nhìn thấy hình ảnh, họ có cái suy nghĩ đó. Còn những trước đây đó là ông thấy ông phất qua một cái rồi ông đi thôi, ông đi làm, lo đi làm rồi về nhà nghỉ ngơi, do bà con họ đâu có suy nghĩ. Nhưng mà cái thời gian này thì họ có cái thời giờ để suy nghĩ, và chính vì vậy mà nó bộc phát. Cái điều mà tôi nghĩ đây cũng là một tiếp nối một cái việc mà làm thế nào tạo nên cái sự công bằng hơn cho cái đời sống con người. Bởi vì chúng ta thấy là nếu không có những cái này thì những cái hành động của một số cảnh sát, tôi không nói tất cả những cảnh sát, nhưng mà có một số những cảnh sát họ quá là, có thể nói là quá hành động quá mạnh, hoặc là họ có một tư tưởng kỳ thị, và cái cơ chế không có những cái để kiềm chế họ, tạo nên những sự bất công, những cái chết phi lý như thế này. Thành ra tôi nghĩ đây là cái lúc mà phải quay lại coi lại những luật lệ, cái nào có thể chấm dứt, cái nào nên tạo nên những điều kiện để cho những người cảnh sát trở thành những người bạn dân, những người bảo vệ của dân. Đặc biệt cái những cái vấn đề chẳng hạn như tôi đồng ý họ, chẳng hạn những cái vũ khí mà của quân đội mà chuyển giao cho cảnh sát, nó không cần thiết, không cần thiết, bởi vì cảnh sát là cái lực lượng để bảo vệ an ninh chứ không bảo vệ quốc gia. Bảo vệ quốc gia là lực lượng quân đội. Anh chưa? Tôi đồng ý là phải chấm dứt cái chuyện mà lấy các vũ khí của bên quân đội chuyển giao cho cảnh sát, như xe tăng, như súng lớn, cái đó không thích hợp. Thì tôi nghĩ đây cũng là cái cơ hội mà chúng ta thấy cái đất nước này nó luôn luôn là một cái đất nước có những tiến bộ nhờ những cái sự kiện mà nó tạo nên những thay đổi, và những thay đổi nó có tính tốt hơn, đẹp hơn cho đời sống của người dân. Thì theo tôi nghĩ đó là cái yếu tố. Và ngoài ra thì cái năm nay nó cũng là năm đặc biệt liên quan đến bầu cử nữa, thành thứ ra nó cũng lại là cái yếu tố để mà nó kích động lên những cái cuộc biểu tình. Nhưng mà nếu mà cứ biểu tình ôn hòa cái điều đó là tốt, nhưng mà biểu tình bạo động hoặc là chiếm cứ các cái toàn là hành chính của các tỉnh, của thành phố của ấy, là cái điều không thể nào chấp nhận. Thì cái đó nó trở thành vô chính phủ, cái đó nó phải chấm dứt. Mình biểu tình, mình đưa ra điều kiện tạo pháp luật bắt buộc phải thay đổi, nhưng mà không có những hành động chiếm cứ một cách nó vô chính phủ như vậy, thì cái đó là cái suy nghĩ của tôi này. Dạ vâng, chúng tôi cũng đồng ý một phần nào có quan điểm của anh. Thứ nhất là cái xã hội dân chủ, nó khác với cái xã hội độc tài như là cộng sản. Dân chủ đó, theo ông Thủ tướng Sượt Siêu đó, ông nói là chế độ dân chủ đó không phải là tuyệt hảo, nhưng mà hiện tại chưa có một cái chế độ nào để có thể thay đổi chế độ dân chủ. Bởi vì sao? Dân chủ luôn luôn họ điều chỉnh để cho nó thích nghi. Và có cái cuộc biểu tình đó là do người dân họ bày tỏ cái thái độ, miễn là đừng có bạo động, đừng có gây gọi là hỗn loạn, hôi của thôi. Chứ còn những cuộc biểu tình bình thường thì chính phủ mới có cơ hội ghi nhận những cái điều nào nó quá đáng để điều chỉnh cho nên thích kỳ. Ví dụ như là về cảnh sát, cảnh sát thì mình đồng ý, nhưng mà họ nhiều lúc đó họ kỳ thị, họ cũng bạo động nó mạnh tay nữa. Hỏi anh có hình ảnh mà bây giờ cái phương tiện truyền thông bây giờ đó là họ quay hết, họ quay được tất cả, kể cả tiếng nói của anh Floyd đó, anh nói là tôi không thở được. Thì cái điều đó đó, mà khi cái ông Chauvin đó, mà ông đập, ông kẹp cổ, ông đè như vậy, mình thấy quá dã man.
không thể chấp nhận được. Một người đã trố tay rồi, mà không những vậy, ba anh cảnh sát đứng bên cạnh mà có những cái bày tỏ những cái thái độ rất là yếu ớt như vậy, điều đó nó quá nặng tay, cho nên cần phải cải tổ. Mặc dù mình biết là có nhiều người Việt bây giờ họ họ cho rằng những cuộc biểu tình, họ cho rằng những cuộc bạo loạn đó là chống lại tổng thống Trump, cái điều đó hoàn toàn không đúng, bởi vì những người đó họ chỉ nhìn một khía cạnh thôi, mà cái nhìn đó đó, đang có cái cuộc biểu tình nào cũng có những cái bạo động ấy. Anh nhớ là ở Hồng Kông họ cũng đâu có muốn mà cũng đốt cháy, rồi cái cuộc biểu tình mà chống lại Trung Cộng ở Bình Dương đó cũng đâu có muốn mà họ cũng phải đốt những cái điều, cho nên trong cuộc biểu tình đó, là có đám đông họ lợi dụng, họ khai thác, thì cái điều đó là điều đáng tiếc. Nhưng mà không thể vì vậy mà mình lên án toàn bộ những cái cuộc biểu tình, cái điều đó không đúng. Còn nói anh Floyd đó là một người bình thường, sống cũng có những cái tệ đoan xã hội, tại sao mà phải vinh danh anh? Thật sự không phải vinh danh, đây là cái giá trị cần phải nói lên cái sự tàn bạo lúc đó, chứ không phải cái hình ảnh đó là nói lên cái sự cái giá trị đó cần phải điều chỉnh, cứ cho không phải nói về con người Floyd. Cho nên quý vị cứ đưa ra con người Floyd, một anh rất là tệ mà bây giờ là vinh danh, cái điều đó hoàn toàn họ không vinh danh cá nhân của con người, mà họ muốn được chỗ đó phải điều chỉnh lại để cho nó thích nghi và tốt hơn. Bây giờ chúng ta chỉ còn 2 phút còn lại, mời anh Việt kết thúc và chia tay với quý khán giả. Vâng, thưa quý thính giả, thì chúng ta thấy là cái may mắn của chúng ta được sống trong một cái thể chế tự do, thì chúng ta được nhìn thấy những hình ảnh, những cuộc biểu tình ở tại Hoa Kỳ này một cách rõ ràng, và mình nhìn thấy được cái sự tự do, cái dân chủ của quốc gia này như thế nào. Đất nước chúng ta cũng có những cuộc biểu tình, mỗi cuộc biểu tình mang tính chất yêu nước để bảo vệ tổ quốc Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam, mà bị bắt, bị tù đầy, bị đàn áp. Cái đó là cái điều mà chúng ta muốn nói. Có những người cộng sản ở Việt Nam, dư luận viên đó, hãy nhìn coi Hoa Kỳ họ cũng biểu tình, họ cũng đánh đập như vậy, nhưng mà ở Hoa Kỳ này họ biểu tình những cái người mà bị làm những hành động bạo động thì người ta mới bắt buộc phải dùng đến cái sức mạnh để mà trấn áp. Ở Việt Nam những cuộc biểu tình như tháng 6 của 2018 rất là ôn hòa, nhau bị đánh đập. Một William Nguyễn tham gia biểu tình ở tại đó, một người thanh niên ở tại Hoa Kỳ về tham dự bị đánh, bị bắt và bị đưa ra tòa. Rồi những người đi viết Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam viết những bài vở liên quan đến để mà bảo vệ cho đất nước thì cũng bị bắt bớ vào tù đầy. Thì cái đó cái khác nhau ở một thể chế dân chủ và độc tài cộng sản, nó khác nhau ở chỗ đó. Và chúng ta ai nói là những người Việt mà trốn chạy cộng sản đang sống ở đây, chúng ta thấy được đó một cái thể chế tự do dân chủ, và chính cái thể chế này nó sẽ đưa đất nước Hoa Kỳ mỗi ngày một phát triển, mỗi ngày một lớn mạnh, chứ không giống như Việt Nam mỗi ngày một đi xuống. Dạ vâng, đến đây thì rất tiếc đã hết giờ. Chúng tôi thành thật cảm ơn quý khán giả đã theo dõi và lắng nghe. Cảm ơn anh Đặng Quốc Việt đã dành thời giờ để đóng góp trong chương trình này. Chúng tôi xin kính chào quý vị và hẹn với quý vị trong chương trình lần tới. Xin mời anh. Dạ, xin kính chào quý anh.